Khi mà chúng ta nhắc về thiên đường cho giới crypto thì hẳn là đa phần anh em sẽ nghĩ về đất nước El Salvador. Đây chính là nước đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin. Tuy nhiên, hiện nay các công ty crypto ở trên thế giới lại ưu tiên lựa chọn một vùng đất khác để có thể đăng ký trụ sở cho các công ty crypto của mình để có thể xây dựng nên các đế chế crypto hàng triệu đô la. Đó chính là vùng quần đảo Caribe. Vậy tại sao các công ty lại lựa chọn vùng đất này? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho Coin68 TV. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Vào tháng 9 năm 2021 thì sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã thông báo rằng họ sẽ chuyển trụ sở chính của mình từ Hồng Kông sang Bahamas, một vùng quần đảo tại Caribe. Sau những vấn đề pháp lý từ phía Trung Quốc và Hồng Kông thì Bahamas chính là địa điểm mà Samsung đã chọn để có thể đăng ký trụ sở cho đứa con cưng của mình. Đồng thời, theo một báo cáo từ PwC vào tháng 6 năm 2022 thì vùng các quần đảo quanh khu vực Caribe cũng là một địa điểm hot để các công ty crypto đăng ký trụ sở cho doanh nghiệp của mình. Xếp thứ nhất là vùng quần đảo Cayman. Đây là nơi được yêu thích bởi đa phần các công ty crypto khi có đến hơn 49% các công ty crypto đăng ký và đặt trụ sở chính tại đây. Xếp thứ hai là vùng quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh, hay còn được biết với cái tên là British Virgin Islands hay là BVL. Nơi đây thì có hơn 13% các công ty crypto đăng ký và đặt trụ sở chính. BVL thì cũng đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành địa điểm phổ biến thứ hai dành cho các công ty crypto. Với thiên nhiên vô cùng phong phú cũng như rất nhiều ưu đãi dành cho các công ty tài chính thì hai khu vực trên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp trên toàn cầu, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực crypto. Hãy cùng tìm hiểu xem những ưu đãi này là gì nhé. Thứ nhất, những khu vực này có mức thuế quan cực kỳ thấp hoặc thậm chí là bằng không. Các công ty đăng ký tại BVI thì được miễn các loại thuế phí tại địa phương. Ngoài ra thì các công ty này cũng được miễn nghĩa vụ đóng dấu kể cả khi họ có ở trong khu vực quản lý hay không. Ngoài ra thì các công ty cũng chỉ cần xin phép và đóng phí thành lập một lần. Còn Bahamas thì đưa ra mức thuế suất cực kỳ thấp so với các khu vực pháp lý khác, phù hợp với các công ty vừa và nhỏ. Chế độ thuế thì được xác định rõ ràng để thu hút đầu tư nước ngoài. Các tập đoàn nước ngoài đăng ký ở đây thì sẽ được miễn thuế bán đất, này, thuế đóng dấu và thuế thu nhập từ vốn. Ngoài ra thì cũng không có thuế khấu trừ cổ tức hay là các khoản thanh toán khác cho cổ đông nước ngoài. Thứ hai là môi trường thân thiện từ chính phủ. Chính phủ của cả Bahamas và BVI thì rất năng động trong việc ban hành các cái đạo luật giúp đỡ cho việc kinh doanh của các công ty nước ngoài để đa dạng hóa nền kinh tế bên trong lãnh thổ của mình. Các quần đảo thì cũng có một thị trường cạnh tranh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy cho nên là hai khu vực này thu hút được rất nhiều nguồn đầu tư từ nước ngoài. Ngoài ra, quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh thì cũng có hệ thống viễn thông tuyệt vời cũng như rất nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại khác. Họ thì cũng sử dụng tiếng Anh và có một bộ luật khá là toàn diện, có nguồn gốc từ hệ thống thông luật của Anh. Thứ ba, quyền riêng tư được bảo vệ. Do tính chất nhạy cảm cũng như nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý cho nên các công ty crypto thường cần các chế độ bảo vệ cũng như là bảo mật cao. Chủ của các công ty này thì thường cũng sẽ không muốn tiết lộ các thông tin cũng như là bí mật kinh doanh của họ ở trong các hồ sơ công khai. Chính phủ tại các quần đảo thuộc khu vực Caribe thì thường xây dựng khung pháp lý giúp đảm bảo về tài sản cũng như là các bí mật cho các chủ sở hữu của các công ty và cổ đông. Tuy nhiên, các khung pháp lý này thì luôn đảm bảo vấn đề tránh vi phạm pháp luật, đặc biệt là rửa tiền. Thứ tư, việc thành lập các công ty crypto ở đây khá là nhanh chóng và đơn giản. Việc thành lập một công ty nước ngoài ở hai khu vực là BVI và Bahamas thì khá là đơn giản và dễ dàng. Chủ doanh nghiệp hay là các nhà đầu tư thì cũng tốn ít thời gian và nỗ lực hơn so với các khu vực pháp lý khác. Ngoài ra thì hai khu vực này cũng cung cấp các đặc khu kinh tế giúp việc đăng ký doanh nghiệp dễ dàng hơn. Hiện nay thì cũng đã có một số các công ty crypto lớn đăng ký trụ sở tại vùng Caribe. Chẳng hạn như là Binance, một trong những sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã được đăng ký tại quần đảo Cayman, hay là ADD.xyz, một công cụ tổng hợp tài chính phi tập trung, và sàn giao dịch tiền điện tử Ctrade thì đã được đăng ký tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Một sàn giao dịch tiền điện tử khác là Primebit thì đã được đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines, một vùng khác thuộc phía nam Caribe. Các công ty crypto thì đang đổ xô về vùng biển Caribe không chỉ bởi vì các bãi biển đẹp hay là khí hậu tuyệt vời, mà hơn hết là họ nhìn thấy những lợi thế chiến lược cho công việc kinh doanh của họ, đặc biệt là thuế quan cũng như là sự ưu đãi từ phía chính phủ. Trong khi chờ đợi các quốc gia tiếp tục tranh luận về vấn đề tiền điện tử thì các chủ doanh nghiệp crypto nhận thấy rằng việc kết hợp hay là thành lập mới trụ sở của mình tại các vùng hòn đảo nhiệt đới như thế này là một lựa chọn dễ dàng và tốt hơn dành cho họ. Và đó chính là lý do vì sao mà Bahamas và BVI cũng như là các quần đảo khác thuộc khu vực Caribe lại trở thành thiên đường cho các công ty crypto. Vậy là Irene vừa giải thích cho các anh em về nơi được gọi là thiên đường crypto và lý do tại sao các công ty lại lựa chọn nơi này làm địa điểm để đăng ký trụ sở. Anh em nghĩ sao về video này? Hãy comment suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và nếu anh em thích thì hãy like, share và subscribe Coin68 TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!